trước đó 60 phút. Chào các bạn, hôm nay là sinh nhật của anh Huy. Happy birthday chứ. Sam còn nhớ năm đầu tiên tổ chức sinh nhật cho ổng là năm 2013, lúc đó ổng chỉ mới có 25 tuổi. Mà chồng mình mắc cười lắm, sinh nhật ổng không muốn mời ai hết trơn á, chỉ cần có vợ con là được rồi. Cũng như mọi năm, sáng nay mình đã đặt hải sản, đặt bánh kem, còn thiếu một vài thứ thì bây giờ đón em bé xong mình sẽ ghé mua. Cái bà nhỏ này chưa được 3 tuổi nhưng mà mình đã cho đi mẫu giáo bởi vì ở nhà quá là quậy. Rồi, xin mời. Bé chào ba đi. Bây giờ mình sẽ vô nhà sách Quốc Thái. Cho bé vô nhà sách nha. Đi nhà sách không? Đúng rồi. Bên kia là nhà sách thì mình đang có dự định vô đó để mua pháo. Và chỉ có hai mẹ con mình đi thôi. Ông chồng sẽ để ở ngoài xe. Mình đang nghĩ thử xem có gì hay ho không. Mấy cái này quá là xến, chắc chắn là chồng mình không thích rồi. Và đây là những ống pháo mình đang tìm. Nó có lực bắn rất là mạnh. Và mình đã quyết định là lấy 2 cây. Rồi mua 2 ống luôn, bé cầm cho mẹ luôn. Cái bồng có chữ Happy Birthday nè, dễ thương quá à. Nón sinh nhật có hình ngựa Bonnie và mình sẽ mua cái nón Happy Birthday màu xanh dương này. Mặc dù nó hơi xến nhưng hy vọng chồng mình sẽ thích chứ hết sự lựa chọn rồi. Bé giữ cái nón cho mẹ nha. Nha, đội ra lát hồi tính tiền nha. Rồi bé cầm một ống đi, cầm giùm mẹ một ống nha. Đi đi ơi, tính tiền. Cái nón là 20.000 còn ống kim tuyến là 30.000. Ok, Sam nghĩ chắc nhiêu đây là đủ vui rồi ha, chứ cũng không biết mua thêm cái gì nữa. Tiếp theo mình sẽ ghé tiệm bánh để lấy bánh kem. Mình nhắn tin đặt bánh lúc 12 giờ trưa, bây giờ là 4 giờ 30 chiều. Trời ơi, quá là gấp luôn á mọi người, nên người ta chưa kịp trang trí nữa. Nhưng mà mình chờ cũng nhanh lắm, khoảng 10 phút à, tại vì cái mẫu bánh mình đặt khá là đơn giản. Phủ kem xong, người ta sẽ bọc bánh lại bằng một lớp mica, quấn thêm một vòng ri băng và trang trí lên bánh là những hình trái tim quá là xến. Và mình đã yêu cầu nội dung ghi trên bánh là Happy Birthday TC. Cuối video mình sẽ bật mí tờ cờ là viết tắt của chữ gì nha. Và xong rồi, tuy đơn giản nhưng Sam thấy rất là dễ thương và nó chứa đầy sự yêu thương của mình. Còn thiếu một thứ quan trọng nữa, bây giờ mình sẽ ghé vô trạm xe Toàn Thắng để lấy thùng hải sản. Cái này mình mua trên Gò Dấp nhưng mà gửi chành xe về nhanh lắm mọi người, chừng 1 tiếng rưỡi à. Yeah, đủ đồ rồi, bây giờ mình sẽ về nhà để chuẩn bị. Thảo Nguyên đi học thêm về rồi nè, và đây là cái bản mặt của nó khi biết mình đi nhà sách mà không chờ. Sinh nhật năm ngoái thì mình đãi ổng ăn tôm hùm, năm nay thì ngoài mấy con sò dương ra mình còn mua một con bọ biển rất là to. Lần đầu tiên mình thấy con này và thiệt sự là mình cũng không biết tới nó đâu mọi người. Nhưng chồng mình hay coi mấy clip người ta ăn uống á thì họ nói con này ăn cực kỳ ngon luôn. Thế là mình múc liền. Con này nặng khoảng 2,1 kg, dáng vẻ bên ngoài thì giống những con côn trùng và trời ơi quá là nhiều chân luôn. Mình đếm sơ sơ được 14 cái chân và nó đang bị tê liệt rồi. Thảo Nguyên nói con này giống người ngoài hành tinh. Lần trước mình đã thọt tiết tôm hùm, còn lần này thì quá là sát sanh, nhưng mà phải làm thì mới có ăn chứ. Sau khi cắt cái bụng thì mình sẽ lôi túi mực ra. Sao càng làm mình càng có cảm giác bị lừa ta. Trong túi mực quá trời đồ ăn luôn, và trong người nó có rất rất là nhiều nước. Tại mình coi mấy clip người ta làm trên mạng á, nó khác con của mình lắm. Ten ten, mình đã sơ chế xong mấy con này để nướng mỡ hành, còn con này mình sẽ hấp với sả. Và mình đã chiên thêm một chảo cơm chiên dương châu để chống đói nữa. Nhìn thèm quá à, lâu lắm rồi mình mới ăn lại sò dương. Con này thịt nó ngọt và dai lắm mọi người, ăn xong hết muốn ăn sò lông luôn. Nướng với mỡ hành xong, mình sẽ rưới nước mắm chua ngọt lên, rắc thêm mấy hộp đậu phộng nữa, quá là ngon. Cái con bọ biển này nó hơi to nên mình hấp khá lâu, khoảng 30 phút chứ không sợ nó không chín. Và nó đã đổi màu rồi kìa, bây giờ thì lấy ra và chén thôi. Và may mắn là nó có trứng nữa mọi người, cái màu vàng á. Khi ăn mình sẽ dùng kéo cắt cái lớp vỏ của nó ra, và đây là cái phần thịt bên trong, nhìn nó mềm mềm. Bây giờ mình cho em bé và Thảo Nguyên ăn trước. Tới lượt mình thì đúng là wow, ngon thiệt. Cái phần thịt cực kỳ mềm, có vị ngọt thanh, vô cùng béo, nhưng mà ăn không có bị ngán đâu mọi người. Giờ mình sẽ ăn thử cái phần trứng của nó. Trời ơi, trứng của nó béo kinh khủng luôn á. Và mấy cái chân của nó mình cũng ăn được luôn nha mọi người. Ok, kết thúc chủ đề ăn uống, bây giờ sẽ tới tiết mục chính trong buổi tối ngày hôm nay, đó là thổi nến và ăn bánh kem. Nãy giờ mình ngồi ăn mà Thảo Nguyên cứ hỏi là mẹ ơi ăn xong chưa để con lấy bánh kem, rồi mẹ ơi ăn nhanh lên. Hai cái đứa này chỉ chờ có nhiêu đó thôi á, nhưng mà hơi buồn xíu vì mình phát hiện bánh bị sứt mất một miếng rồi. Hỏi nha. 1, 2, 3. Và
Và để cho không khí buổi tối ngày hôm nay thêm phần rộn ràng thì bây giờ tụi mình sẽ bắn pháo. Yeah. Ê mọi người, tính ra hồi nãy mình đi mua cái nón sinh nhật mà không đụng tới luôn á. 2 3. Oh my god, có một ống mà nó bắn ra quá trời kim tuyến luôn. Và mình đang dùng tay để bảo vệ cái bánh nhưng mà không ăn thua bởi vì nó quá là nhiều. 1 2 3. Mình không còn nhận ra cái bánh kem nữa rồi mọi người, nó quá là te tua. Chơi cái này thì vui nhưng mà nó dơ lắm luôn á. Nó sẽ bám kim tuyến lên cái bề mặt mà nó dính vào. Trời ơi, cái nền nhà kìa, Thảo Nguyên vẫn đang chơi rất là sung. Thêm cái ông này giờ cũng nhập cuộc chơi chung với tụi nó luôn rồi. 1 2 3. Và Thảo Nguyên đã chuẩn bị một hộp quà dành tặng cho ba. Tò mò quá, trong đó là cái gì ta? Đây là quà của Thảo Nguyên nè. Một bông hoa nè. Một bó hoa. Một bó hoa. Một cái bánh kem nè. Một cái bánh trung thu nè. Nó móc hết ruột gan của nó ra, nó cho anh đó. Cái này là cái cục dữ. Nó bánh thua quá. Đó, có nhiều rồi nó móc ra đó, cho hết luôn. Hộp sao giấy. Tuy toàn là quà handmade nhưng mà cái bó hoa với lại bánh sinh nhật là Sam thấy nó chuẩn bị từ mấy tháng trước rồi á, có tâm ghê không? Người ta hay nói con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim một người đàn ông là đi qua cái bao tử, thì đối với chồng Sam là đúng y chóc luôn. Ổng là một người thích trải nghiệm nên cứ cho ổng ăn cái món gì á mà ổng chưa ăn bao giờ là ổng khoái lắm. Nếu bạn nào theo dõi Sam từ đầu thì chắc sẽ nhớ là sinh nhật năm ngoái Sam đã tặng cho ổng cái áo, thì ổng mới nói với Sam là em ơi, em đừng có tặng cái gì cho anh nữa, anh chỉ cần cái húp lọt thôi. Nghe xong cái tự nhiên mình tỉnh lại liền. Sam chợt nhận ra rằng vấn đề quà cáp nó không còn quan trọng nữa, mà cái chúng ta cần đó là tình cảm, đúng không mọi người? Tò bè continue. Hello các bạn, đây là tấm thiệp chồng mình viết tặng cho mình vào dịp Giáng sinh năm 2013. Bên ngoài nó có dòng chữ là Chu Chi En Chi. Cái tấm thiệp này mình cất giữ gần được 10 năm rồi. Bên ngoài nó hơi te tua một xíu nhưng mà bên trong nội dung vẫn còn nguyên vẹn. Và đây cũng là tấm thiệp đầu tiên mình được trai tặng. Trời, cảm giác nó sướng lắm mọi người. Bật mí cho mọi người xem nội dung bên trong luôn. Em là món quà duy nhất anh muốn có trong mùa Giáng sinh này. Chúc em một mùa đông ấm áp đặc biệt giống như em vậy. Trời ơi, nó sến quá à. Ký tên tờ cờ. Công nhận là cái hồi mới yêu, tại sao tụi mình có thể sến một cách mà kinh khủng như vậy. Theo thời gian thì tụi mình đã không còn sến như vậy nữa, mà đã chuyển sang chế độ nhây. Cực kỳ nhây luôn. Tờ cờ với lại tờ nờ tờ là biệt danh của đối phương mà tụi mình lưu trong điện thoại. Tờ cờ có nghĩa là tấn công. Vậy thì tờ nờ tờ có nghĩa là gì? Bạn nào biết thì hãy comment xuống dưới video nha. Bye bye.